NASA nó ngủ sập rồi. Thì bên Nam mới nó bị đấy. Nên mình sẽ thấy đó. Hay mình còn cái. Thôi thôi, đừng quên. Em nhắc anh. Thôi, chị thích nha rứ. Mình có ý quá rồi. Mô hình chính mình vẫn còn mà. Vẫn có mà vẫn cũng có gì vui mà đúng không, vui chuyện với lúc không có thì đó là nhiều quá luôn. Vậy đợt nén khó rồi. Và bởi rồi phải có tiền để mà mình đầu tư đó. Chứ không có tiền là nản liền, không có tiền là ví dụ mình không có tiền là mình đâu có dám làm mặn bể như đó, là mình đâu bỏ liền đúng không? Trời chứng khoán rồi. Ê. Làm mấy người nhiều mà. Ý là thằng họ đang làm nhiều người coi. Mình là sao? Tính là mình ra đầu tiên nữa chứ giỡn. Nhưng mà mình liên hệ sau cùng. NASA sau cùng hương tiên liên hệ mình tháng kéo tháng 9 mà kéo liên hệ với chị cho số hệ đó. Do chị bị lừa nhiều quá là chị mày quá. Mày là mày nói như mày là đã lắm rồi con. Ăn đi. Mà hồi nãy được một cái bên kia trong kia à. À, được hai cái đấy chứ. Trừ mấy em thôi chứ mấy kia là đủ đô rồi. Mấy kia là mình đủ đô rồi. Chúng chỉ cái ngày mà trước cái ngày em đi cùng lo trà mới là cái ngày nó tệ hơn. À, nay tính là tệ nhưng mà chiều gỡ gãy lại xíu.
dịch rồi thôi mai nhận lương rồi mà hàng gì nữa. Hạnh phúc nhất là lúc nhận lương, giống như mình thì hạnh phúc nhất là lúc tiền, đúng là đồng tiền đó là sức mạnh dưới sợ. Giải quyết được mọi vấn đề. Về dùng không ta? Không chị dặn em đợt này mới mua thuốc à? Hay sao? Chưa chưa, tại vì em có mua thuốc ở nhà. À, em chỉ nặng thôi. Còn nữa đi lại lần nữa là anh thấy em nói là tùy, em nói phải qua da mới cho dùng. Đi đi vừa thôi, đi như thuận đồ á, làm như thuận. Quay em chị là chắc cũng khoảng 5 phút nữa mà bay nó nhiều không? Học hỏi Hà kìa. Thằng Grab đúng không? Thằng là được đúng không? Thằng là mệt rồi chứ.
yêu nhiều là không biết cảm giác yêu gì, là yêu một thằng. Thế bây giờ nó bây giờ mình không hiểu yêu là gì. Sao là luôn mình cảm thấy yêu đó người đó bên mình suốt đời này suy cá luôn. Cái mỏ để cái mỏ em cứ chỉ là chay thì không xúc gì đâu này anh nghe đấy có chồng rồi có tiền tiêu lái cho người ta biết mình có chồng để chửi là theo con này là dễ bị đồ thì ra là hệ cũng này kia thôi hệ cũng che giấu thôi có lời hai bên lợi dụng nhau mà sống đúng rồi em thằng thơ thôi chứ vô thế thì bà đi gậu đầu đi thì búng tay cái có thằng khác chở kìa rồi ráp chứ còn qua bên kia này chị gậu thư giãn nó xa trời ơi anh ấy nhớ mai nhận lương đó anh nghe Hà quyết định đó nghe thì được hướng trời đứa mà chín chín mười mấy đau cái đầu ngủ cái nào từ tại vì hắn về tết nhất cũng phải có này có kia đúng không phải sắm đồ rồi cho lì xì đồ mình phải có chứ còn không có không tội làm hết 28 được nhờ cái kinh chính mình ngon này ví dụ mình đi được cả năm cái này hên xui